Đội tuyển Việt Nam nhận tai nạn từ trên đầu rơi xuống, mất mát quá lớn tại Asian Cup. Huấn luyện viên Chu Dê thất thần. Kính thưa quý vị, Asian Cup năm 2023 đang tới gần và rất nhiều những ngôi sao của bóng đá Việt Nam đều đang quyết tâm cũng như nỗ lực để có thể lọt được vào mắt xanh của huấn luyện viên Philip Chu Dê. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn mà V-League đã bắt đầu vào guồng và những trận đấu ở sân chơi cấp độ cao nhất bóng đá Việt Nam cũng bắt đầu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chính vì vậy mà những rủi ro liên quan tới chấn thương sẽ là điều không thể tránh khỏi. Và hai nạn nhân mới nhất của cơn bão chấn thương mùa này chính là Vũ Văn Thành cùng với Quế Ngọc Hải. Trong trận hòa mới đây giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Quảng Nam FC, hậu vệ Vũ Văn Thành đã có mặt trong đội hình xuất phát của huấn luyện viên Gong Okun. Tuy nhiên, hậu vệ quê Hải Dương chỉ có được 39 phút thi đấu trên sân trước khi va chạm quyết liệt với cầu thủ đối phương và buộc phải rời sân trong tiếc nuối. Thậm chí tính quyết liệt của pha va chạm này còn được phản ánh qua hình ảnh chiếc tất không còn thực sự nguyên vẹn của ngôi sao bên phía đội bóng thủ đô. Đây chắc chắn là một tin không vui đối với những người hâm mộ của công an Hà Nội khi mà Văn Thanh vẫn là cái tên quan trọng bậc nhất trong hệ thống của đội bóng thủ đô ở cả khía cạnh tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự. Sự cơ động của Văn Thanh không chỉ giúp cho ông Gông có được nhiều sự lựa chọn trong cách xây dựng đội hình, mà tính hiệu quả trong lối chơi của cựu sao Hoàng Anh Sa Lai cũng luôn được đánh giá rất cao. Ở mùa giải trước, chính Văn Thanh chứ không phải ai khác là người đã có được nhiều đường kiến tạo nhất cho Công an Hà Nội thành bàn trong hành trình vươn tới ngôi vương ở V-League. Cho tới mùa giải này, hay cụ thể là dưới thời tân thuyền trưởng gông Okun, vai trò của Văn Thanh cũng vẫn là vô cùng quan trọng để giúp cho những tình huống tấn công của đội bóng thủ đô trở nên biến ảo hơn. Cho tới lúc này vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía câu lạc bộ Công an Hà Nội. Nhưng theo những hình ảnh được đăng tải sau trận đấu, hậu vệ này vẫn có thể di chuyển bình thường và đây có lẽ không phải là một chấn thương quá nặng của Văn Thành. Tuy nhiên trước đó, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã phải đón nhận một tin không vui khác, rằng hậu vệ Quế Ngọc Hải gặp phải một chấn thương trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu gặp Thép Xanh Nam Định của BKMX Bình Dương vừa qua. Sau trận đấu trên sân gò Đậu, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chia sẻ rằng sau trận đấu này, tôi mới biết tình hình lực lượng của đội thế nào, các ca chấn thương ra sao. Tuy nhiên, theo những thông tin cập nhật mới đây từ việc chụp MRI, Quế Ngọc Hải đã có khả năng bị rách đầu cơ bám gân kheo, một chấn thương mà anh đã từng mắc phải thời điểm tháng 10. Mặc dù vậy, thì vẫn sẽ cần thêm những bài kiểm tra cũng như đánh giá chi tiết để có thể đưa ra được những chẩn đoán chính xác nhất cho quá trình hồi phục chấn thương của hậu vệ sinh năm 1993. Đây chắc chắn cũng sẽ là một thông tin không mấy vui vẻ dành cho BKMX Bình Dương. Đội bóng vừa kết thúc chuỗi trận bất bại của thép xanh Nam Định ở sân nhà Gò Đậu. Nhưng khi mà tháng 12 đã dần đi tới hồi kết thì người đang phải lo lắng hơn cả chính là huấn luyện viên Philip Trụ Khi ông thầy người Pháp hoàn toàn sẽ phải sớm nghĩ tới viễn cảnh không có được sự phục vụ của cả Quế Ngọc Hải và Vũ Văn Thành ở kỳ Asian Cup tới đây. Sau những trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Người hâm mộ có lẽ cũng đã phần nào mường tượng được ra lối chơi mà ông Philippe Chuze đang nỗ lực xây dựng dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ngoài ra, triết lý tin dùng những cầu thủ trẻ của ông thầy người Pháp cũng đã mang tới rất nhiều niềm tin dành cho người hâm mộ, khi chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những bước tiến vượt bậc của một thế hệ tài năng trẻ mới, như ở cấp độ đội tuyển. Dĩ nhiên ông Chuze cũng hiểu rằng bản thân ông không thể đặt trọn vẹn toàn bộ niềm tin với những cầu thủ mà chắc chắn vẫn còn rất non kinh nghiệm ở những sân chơi hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Chính vì vậy, ngoài việc dung hòa được khả năng của những cái tên kinh nghiệm với những tài năng trẻ của đội tuyển Việt Nam lúc này sẽ là vô cùng quan trọng. Nếu như ông Chu Dê muốn có được một cột mốc nào đó ở Asian Cup tới đây. Đối với trường hợp của Vũ Văn Thanh, hậu vệ này có thể được xem là một trong số những cái tên hiếm hoi từng tỏa sáng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo mà vẫn còn được tin tưởng ở triều đại mới của ông Chu Dê. Trên thực tế, hậu vệ của Công an Hà Nội từng vắng mặt trong những trận giao hữu của những chiến binh sao vàng trong giai đoạn giữa năm vừa qua. Nhưng khi trở lại với những trận đấu chính thức ở vòng loại World Cup 2026, Văn Thanh đã ngay lập tức được lựa chọn ở hành lang cánh của đội tuyển Việt Nam. Việc được đẩy lên thi đấu cao hơn trong màu áo Công an Hà Nội ở mùa giải trước đã mang tới cho ông thầy người Pháp thêm một góc nhìn mới về khả năng của hậu vệ quê Hải Dương, một góc nhìn có thể được xem là vô cùng phù hợp. Đối với cách xây dựng đội tuyển Việt Nam vào lúc này. Dù những màn trình diễn của Văn Thanh chưa thực sự được như kỳ vọng, nhưng vai trò của tiền vệ này vẫn đang được đánh giá là tối quan trọng trong hệ thống của đội tuyển Việt Nam. Khi thiếu đi Văn Thanh, huấn luyện viên Chu Dê chắc chắn sẽ phải tính tới việc tìm kiếm một gương mặt đủ đẳng cấp để thay thế cho hậu vệ này. Trong bối cảnh thời gian để thử nghiệm cho Asian Cup sẽ là không nhiều. Chính vì vậy, ông thầy người Pháp sẽ buộc phải nhanh chóng tìm ra một cái tên có đủ kinh nghiệm và phù hợp với hệ thống của chính ông, thay vì việc phải tiếp tục đặt niềm tin vào một tài năng trẻ chưa có quá nhiều cơ hội để cọ sát ở những sân chơi đỉnh cao. Vị trí cánh phải của đội tuyển Việt Nam lúc này không có quá nhiều cái tên chất lượng, nhưng vẫn còn đó một số lựa chọn mà ông Chu Dê có thể triệu tập trở lại để thay thế cho Văn Thành, chính là đồng đội của hậu vệ này ở câu lạc bộ Công an Hà Nội là Hồ Tấn Tài. Đội trưởng của đội bóng thủ đô đã từng là cái tên không thể thay thế dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng ông Chu Dê lại chưa thực sự có được niềm tin với ngôi sao này, kể từ khi ông ngồi vào chiếc ghế nóng đội tuyển quốc gia. Để rồi sự trở lại của Hồ Tấn Tài hoàn toàn có thể trở thành một giải pháp đáng để ông thầy người Pháp lưu tâm trong đợt tập trung hướng tới Asian Cup 2023 sắp tới. Ngoài ra, một cái tên khác của câu lạc bộ công an Hà Nội là Hồ Văn Cường, cũng có thể được xem là một sự lựa chọn tiềm năng khi mà những tài năng trẻ vẫn luôn là ưu tiên của phù thủy trắng. Nhưng khi nhìn vào thực tế lúc này, Quế Ngọc Hải mới là cái tên đang có khả năng vắng mặt cao hơn ở kỳ Asian Cup sắp tới đây của đội tuyển Việt Nam. Ở vị trí trung vệ, những chiến binh sao vàng lại không thiếu đi những sự lựa chọn hiệu quả và đẳng cấp như Bùi Hoàng Việt Anh, Phan Tuấn Tài, Thanh Bình hay là Duy Mạnh. Dù vậy thì trong suốt những năm vừa qua, Hải Quế mới là cái tên có được phong độ ổn định bậc nhất ở hàng thủ của đội tuyển Việt Nam và đóng vai trò là một người thủ lĩnh thực thụ. Để có thể tìm ra được một cái tên có đủ đẳng cấp cũng như kinh nghiệm để thay thế cho vị trí của Quế Ngọc Hải chắc chắn sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Bởi chúng ta đã có thể thấy, ngay khi ngôi sao của BKMX Bình Dương có được thể trạng đảm bảo thì anh sẽ ngay lập tức được ông Chu Dê lựa chọn cho vị trí trung tâm hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Nhưng nếu buộc phải tìm ra phương án thay thế, bộ ba bao gồm Việt Anh, Duy Mạnh cùng với Tuấn Tài nhiều khả năng sẽ trở thành chốt chặn uy tín nhất đối với hệ thống của những chiến binh sao vàng vào lúc này. Nếu cần tới kinh nghiệm, Duy Mạnh sẽ là người có đủ bản lĩnh ở những sân chơi hàng đầu để giúp đội tuyển Việt Nam có thêm sự tự tin trước những đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cái đầu nóng của trung vệ thuộc biên chế Hà Nội FC cũng sẽ cần phải có được sự dung hòa đến từ phong thái thi đấu điềm tĩnh và thông minh của Bùi Hoàng Việt Anh. Khả năng đọc tình huống và phán đoán tốt của Việt Anh chắc chắn sẽ trở thành yếu tố tối quan trọng để những chiến binh sao vàng có thể đứng vững trước khả năng hãm thành của những đội bóng hàng đầu châu lục. Còn đối với Phan Tuấn Tài, sự đa năng của ngôi sao trẻ này vẫn luôn là điều cần thiết và quan trọng hàng đầu với cách triển khai tấn công dưới thời huấn luyện viên người Pháp. Tuy nhiên nó cũng sẽ là trường hợp xấu nhất mà người hâm mộ cũng như ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ phải tính tới, trong bối cảnh mà ông thầy người Pháp sẽ không có được sự phục vụ của cả Văn Thanh lẫn Hải Quế. Bởi ai cũng hiểu rõ rằng cả hai ngôi sao này đều đóng vai trò quan trọng ra sao đối với đội tuyển quốc gia trong suốt những năm qua. Hơn nữa đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại vẫn đang trong quá trình chuyển giao và kinh nghiệm của những gương mặt kể trên sẽ càng đóng vai trò quan trọng hơn để giúp cho các thế hệ cầu thủ sau này được trao dồi về mặt bản lĩnh cũng như sức mạnh tinh thần. Những thách thức cũng sẽ đi kèm với cơ hội và đây chính là thời cơ để những gương mặt mới, những cái tên chưa thực sự có nhiều cơ hội thể hiện mình, chứng minh cho ông Chu Dê thấy được giá trị của mình.